Xin chào mọi người, video này mình sẽ giới thiệu đến các bạn bộ phim Phàm Nhân Tu Tiên. Mở đầu của bộ phim là cuộc đi săn của Hàn Lập. Hai bên đánh nhau kịch liệt, tạo ra màn võ thuật đầy mãn nhãn cho người xem. Ngay sau đó, Hàn Lập lợi dụng thời cơ chặt đứt cánh tay của con quái thú. Vậy nhưng xui xẻo thay, nó nhanh chóng lật kèo bật lại hắn ta. Thêm vào đó, cánh tay của nó cũng nhanh chóng được phục hồi. Yêu thú cấp 7 tưởng rằng lật kèo được một lần, có thể ăn cả trận chiến, nhưng sai một ly thì đi một sậm, cuối cùng nó rơi vào cái bẫy của Hàn Lập. Bị một trường ích tà thần lôi đánh trúng, cuối cùng là nhận thêm một đao của cự kiếm thuật. Sau khi lấy được viên đan của yêu thú, Hàn Lập nhàn nhã ngắm trăng nhớ lại chuyện cũ 200 năm trước. Khi đó, hắn ta vẫn chỉ là một kẻ vô danh tiểu tốt. Cha mẹ vì muốn đưa Hàn Lập gia nhập vào thất huyền môn, cũng đau đầu canh cánh mấy đêm liền. Một kẻ làm quan thì có họ được nhờ, cũng chỉ vì thương cha mẹ mà Hàn Lập quyết định dứt áo ra đi, sớm ngày thành đạt phụ hiếu dưỡng dục. Trước cảnh lầm lì bì đát của gia đình nọ, lão đánh xe cứ liên tục hối thúc nam chính. Lúc chia ly, muội muội của Hàn Lập không chịu tặng kỷ vật cho ca ca của mình mà đợi tới khi xe ngựa di chuyển mới ba chân bốn cẳng rượt theo, hậu quả dẫn tới ngã sấp mặt không thấy trời đất. Tạm gác lại chuyện đau buồn kia, Hàn Lập vừa lên xe đã quen được nhiều bạn mới. Một kẻ là Trương Thiết, còn kẻ đang nằm kia là Lệ Phỉ Vũ, sau đó còn có thêm một kẻ hống hách tên là Vũ Nham. Tên này ngoài cái độc mồm độc miệng thì võ công cũng rất cao cường. Ba cây chùm lại nhưng vẫn không bật lại được hắn ta. Xe ngựa dừng cũng là lúc bọn họ đặt chân vào thất huyền môn. Người ra đề duyệt vòng rửa xe này chính là Mã trưởng lão. Nếu kẻ nào leo lên được luyện cốt nhai trước giờ trưa liền tiến thẳng vào vòng trong. Kẻ nào kẻ nấy đều hăng hái dốc hết sức mình chạy, treo đeo lại vượt suối quyết tâm giành cúp của cuộc thi. Trương Thiết vì quá đuối sức nên không thể đuổi kịp những người khác. Thầy cũng tội mà thôi cũng kể, cho nên Hàn Lập quyết định nắm dây leo lên đỉnh núi trước. Nhưng không ngờ rằng đám người Vũ Nham chơi xấu, liền chọi đá xuống khiến không một ai có thể vượt ải được. Vậy nhưng hào quang của nam chính một lần nữa tỏa sáng, Hàn Lập vắt kiệt chất xám của mình nghĩ ra một kế hay. Xui xẻo thay, cuộc thi đã đi tới những giây phút cuối cùng. Cả hai bọn họ tưởng chừng như chưa vào đến cổng đã bị loại ngay từ vòng rửa xe, thì ánh sáng cứu thế của Mặc Đại Phù xuất hiện. Thất huyền môn Mã trưởng lão vì nề mặt Mặc Đại Phù mà đồng ý thu nhận hai tên tiểu tử này. Thế là Hàn Lập cùng với Trương Thiết theo chân Mặc Đại Phù tới thần thủ cốc học nghề. Thời gian thấm thoát thoi đưa, hai người Hàn Lập và Trương Thiết được Mặc Đại Phù truyền dạy không ít kiến thức về y thuật. Những lúc đau ốm, cô đơn đều có Trương Thiết ở bên cạnh chăm sóc, bảo ban cho Hàn Lập. Một ngày nọ, cả hai nghe theo lời của sư phụ đi hái linh chi về làm thuốc. Mặc dù đoạn đường lấy được vị thuốc kia rất gian nan, nhưng cuối cùng nam chính của chúng ta cũng thành công hái được nó. Nhưng xui xẻo thay, bọn họ bị đám sơn tặc giã lang bằng ức hiếp. Thấy người anh em tốt bị tên giả bác bắt nạt, Hàn Lập liền liều mạng đấu với hắn ta, với những bàn tay của kẻ bốc thuốc nào có mạnh bằng nắm đấm của kẻ luyện võ. Giây phút định mệnh, Hàn Lập sắp bị tên xấu xa kia phế đi cánh tay thì Lệ Phỉ Vũ xuất hiện. Cậu ta một mình cần hết lũ người đạo tặc. Ngay sau đó, bọn chúng lũ lượt tháo chạy. Lệ Phỉ Vũ giờ đây đã là môn đồ của thất huyền môn, sức mạnh cũng tăng vượt bậc, chỉ có điều hắn ta có gì đó bất thường. Sau khi chào hỏi qua loa, bọn họ từ biệt nhau đường ai nấy đi. Lo lắng cho nghĩa huynh đệ tốt của mình gặp chuyện, Hàn Lập nhanh chóng đuổi theo. Không ngờ rằng lại thấy Lệ Phỉ Vũ nằm ngất dưới đất, trong tay còn cầm theo một lọ thuốc vô cùng đáng ngờ. Nam chính cầm lên người một hồi rồi kết luận, đây chính là rút tủy hoàn, một loại thuốc giúp cho người luyện công tăng công lực gấp mấy lần, vậy nhưng hậu quả của nó lại khiến cho bọn họ cạn kiệt sức khỏe. Thay vì cứu người, thì Hàn Lập lại nhau chân mày giảng đạo cho người bạn thân hiểu rõ cái sai của mình. Vì không muốn để lộ chuyện này, Lệ Phỉ Vũ liền có ý muốn giết người diệt khẩu, nhưng không ngờ rằng lại nhận được lời đề nghị chữa bệnh của nam chính. Chuyển sang đến căn cứ của giã lang bang, tên giả bắc tức tối mách lẻo với cậu của hắn là Gia Thiên Long, cũng là bang chủ của nơi này. Quá nhục nhã vì thằng cháu vô dụng, vậy nên Gia Thiên Long không những không an ủi, còn định tặng hắn một vé rời nhà chung. Trở lại với căn cứ địa thần thủy cốc, Mặc Đại Phù kiểm tra nội lực của hai đệ tử, Trương Thiết thì chẳng mấy tiến bộ khiến sư phụ thở dài ra tiếng, còn Hàn Lập thì được thầy khen tới tấp về độ tiếp thu bài học. Vì sợ Trương Thiết buồn cho nên Mặc Đại Phù đã hướng cho hắn ta luyện công. Sau 3 năm dòng dã, Trương Thiết luyện tượng giáp công sức mạnh tăng lên đáng kể, còn tự tin thách đấu Lệ Phỉ Vũ. Ba kẻ bọn họ sau khi đánh nhau tới tấp liền tụ lại buôn dưa lề. Lệ Phỉ Vũ cảm thấy thắc mắc vô cùng, vì sao Mặc Đại Phu lại không cho Hàn Lập luyện võ công mà chỉ dạy bốc thuốc, học y thuật. Vậy nhưng điều đó không quan trọng bằng việc Trương Thiết đã nói sẽ bảo vệ Hàn Lập cả đời. Nhưng lời hứa đó chưa thực hiện được thì vào một ngày nọ, có một chuyện vô cùng kỳ lạ đã xảy ra. Trong cơn mê, Hàn Lập mơ thấy một giấc mơ huyền bí. Khi tỉnh dậy, hắn phát hiện ra phía xa xa trong rừng có một vật gì đó phát sáng trông rất khả nghi. Men theo con đường, cuối cùng Hàn Lập cũng tìm ra được thứ kỳ lạ đó. Chỉ đáng tiếc là khi háo hức chạy về khoe với Trương Thiết thì cậu ta đã biến mất không dấu vết.
ngửi thấy mùi chẳng lành, Hàn Lập ngay lập tức đuổi theo. Chỉ là không những không tìm thấy huynh đệ tốt mà lại phát hiện ra số máu trên thần trúc. Chuyện cứ như vậy một tháng trôi qua, Mạc Đại Phu cũng đã trở lại. Chỉ có điều lần này lão ta đã lộ rõ bản mặt thật của mình. Đúng là ở đời không ai cho không ai cái gì. Mạc Đại Phu thực chất mới chỉ có 37 tuổi, lão ta từng là một kẻ trên dưới giang hồ đều kính phục. Nhưng vào một ngày nọ lại bị một người khác hạ độc, nhờ vào kinh nghiệm y thuật mà giữ được cái mạng. Lần này, lão nhìn thấy tư chất thông minh của Hàn Lập nên đã cố tình thu nhận cậu với mong muốn Hàn Lập sẽ sớm đạt tới Trường Xuân Công tầng thứ tư để giúp lão ta trở lại như xưa. Vì để ép Hàn Lập không thể chạy trốn, Mặc cáo già đã buộc nam chính nuốt hết chén rượu độc. Vài ngày sau, lão liền khởi hành đi bốc thuốc. Trương Thiết thì biến mất, chuyện này Hàn Lập cũng chẳng thể kể cho Lệ Phi Vũ vì sợ liên lụy tới hắn ta. Chính vì vậy, Hàn Lập buộc phải đi trước một bước. Chỉ có điều số tuổi của dược liệu không đủ, suy ra luyện đàn cũng bất thành. Vậy nhưng ông trời chẳng tiện đường sống của ai bao giờ, chính lò dược thần kỳ mà Hàn Lập tìm được đã giúp cho vấn đề nan giải của hắn được giải quyết. Cứ như vậy mà ngày qua ngày, Hàn Lập luyện tới Trường Xuân Công tầng thứ tư, sau đó được Lệ Phi Vũ đưa cho cuốn bí kíp luyện công Chắp Nhãn Kiếm Pháp với hy vọng sớm ngày có thể bảo vệ bản thân. Nhờ vào hào quang của nam chính mà chẳng mấy chốc, Hàn Lập đã luyện thành công loại kiếm pháp này. Thời điểm này cũng là lúc hắn ta phát hiện ra Vũ Nham chính là gián điệp thông đồng với Giã Lang Bàng. Thấy được chuyện xấu, hắn liền tức tốc báo tin cho huynh đệ Lệ Phi Vũ. Nhờ có tin tình báo của Hàn Lập mà Lệ Phi Vũ dễ dàng tóm gọn một mẻ đám đạo tặc và ghi điểm trong mắt các vị sư phụ của Thất Huyền Môn. Còn về phần Hàn Lập, không ngừng luyện công, không ngừng nạp đan dược vào cơ thể, hắn cuối cùng đã nhanh chóng đạt tới tầng thứ 6 của Trường Xuân Công. Ngoài ra còn luyện thuần thục cả La Yên Bộ Pháp. Ngày hẹn cuối cùng cũng đã tới, hắn một mình tiến về Thần Thủ Cốc gặp Mặc lão. Sau khi dụ được lão nôn ra lọ thuốc giải thì Hàn Lập liền trở mặt tấn công tới tấp. Mối thù của Trung Thiết và những mưu đồ xấu xa của lão hôm nay bắt buộc phải thanh toán từng chút một. Vậy nhưng, Mặc lão dù gì cũng là kẻ nằm trong giới giang hồ đã lâu, võ công đương nhiên hơn kẻ mới học như nam chính của chúng ta. Có hai đánh nhau không khoan nhượng, kẻ đấm người đá tạo ra màn võ thuật vô cùng mãn nhãn. Tưởng rằng kèo này chắc thắng, vậy nhưng Mặc lão vẫn không thể đánh bại được hào quang của nam chính. Kết thúc trận đấu, Mặc lão bị một đao của Hàn Lập gây trọng thương. Và điều quan trọng hơn cả, đoạn đao này đã được tẩm độc. Nhưng xui xẻo thay, Hàn Lập đã vô tình quên mất thiết nổ, kẻ bán mạng cho Mặc sư phụ kia. Sau khi bị đánh úp, Hàn Lập tỉnh dậy đã thấy bản thân bị thiết nổ trói chặt. Còn Mặc lão cũng nhanh chóng tận dụng thời gian sử dụng thất quỷ vệ hồn, dùng tà khí xâm nhập vào bên trong khẩu vận huyết của nam chính. Có thể nói rằng đây chính là chiêu thức đoạt xá. Vậy nhưng trời tính không bằng Hàn Lập tính, thực lực Hàn Lập đã đạt tới tầng thứ 6 của Trường Xuân Công. Điều này khiến cho Mặc lão phản phệ chết ngay tức khắc. Mọi chuyện chưa dừng ở đó, khi Hàn Lập phát hiện ra bản thân mình đã bị trúng kịch độc, quỷ ngân thủ trong lúc giao chiến, hắn ngay lập tức lục soát kiếm thuốc giải. Sau đó lập tức rời khỏi nơi ghê tầm đó, chỉ có điều thiết nổ đã mai phục sẵn bên ngoài, khi thấy bóng dáng của Hàn Lập liền lập tức tấn công. Trong lúc giao tranh với đối thủ, Hàn Lập vô tình làm rơi chuông dẫn hồn, nhờ đó mà phát hiện ra bí mật vô cùng động trời. Thì ra thiết nô kia lại chính là Trường Thiết, chỉ có điều hắn đã bị Mặc lão rút hết hồn phách, bây giờ chẳng khác nào một thứ đồ vật vô tri vô giác. Sau khi đọc kỹ những gì Mặc lão để lại, Hàn Lập dùng máu của mình bôi lên mặt của Trường Thiết, làm như vậy mới giúp hắn thoát khỏi sự khống chế của chủ nhân cũ. Tiếc là bây giờ kẻ trước mặt này cũng không phải là Trường Thiết, mà cũng không còn là thiết nô. Chính vì vậy, Hàn Lập đã đặt cho hắn một cái tên mới là Khúc Hồn. Bên trong người của Khúc Hồn có dấu một lá thư của Mặc lão gửi cho nam chính. Trong thư lão thừa nhận bản thân đã quá chủ quan khinh địch. Đoạt xá sẽ thất bại nếu thực lực của người đó quá cao, đây chính là lý do Mặc đại phú thất thủ. Ngoài ra còn gửi lời xin lỗi đến học trò, bên cạnh đó còn không quên gửi gắm đứa con gái của mình ở Mặc gia. Sau khi chôn cất cho Mặc lão đàng hoàng, Hàn Lập lập tức tìm hiểu tất cả những cuốn sách có liên quan tới tu hành mà Mặc lão dùng cả đời để sưu tầm. Cố gắng đọc sách tu luyện không ngừng nghỉ, mai Trường Xuân Công của Hàn Lập đã chạm tới tầng thứ 8. Ngoài ra hắn còn tu luyện được cả khống vật thuật và hỏa đạn thuật. Thời gian thấm thoát thoi đưa và một ngày nọ Thất Huyền Môn có biến. Đám đạo tặc Giã Lang Bàng đột kích bất ngờ, bọn chúng định hôm nay sẽ thanh tẩy tông môn này. Sau khi gặp được Trần Thiết, nghe tin đám đạo tặc hoành hành, Hàn Lập nhanh chóng đi phò trợ Lệ Phi Vũ. Ở phía bên này, đám đạo tặc không ngừng giết người, phóng hỏa đốt sạch Thất Huyền Môn. Dù cho Lệ Phi Vũ và những người khác đã cố gắng cầm cự, vậy nhưng hoàn toàn không thể đánh bại hết bọn chúng. Cuối cùng vì bị dồn ép tới đường cùng, Lệ Phi Vũ bị bọn chúng ép xuống vực thẳm của Lạc Nhật Phong, mạng sống đang ngàn cân treo sợi tóc. Thật may mắn là Hàn Lập đã tới kịp thời ứng phó với đám nhân vật tuyến phủ và cứu người huynh đệ tốt khỏi sổ tử thân của Diêm Vương. Sau đó bọn họ cùng nhau tiến về tông môn để tiếp viện cho đồng môn ở đó.
Dã Lang Bằng, băng chủ Dạ Thiên Long cùng với đám thủ hạ tàn sát đệ tử tông môn không chớp mắt. Điều này khiến cho kẻ là trưởng môn như Vương Trưởng Môn phẫn nộ và quyết định sử dụng con át chủ bài cuối cùng của mình. Năm xưa, Lý Trưởng Môn đời thứ 7 của Thất Huyền Môn Tình Thông Kỳ Môn Độn Giáp đã bố trí các cơ quan mật đạo dưới ngọn núi này. Nói cách khác cho dễ hiểu, đó là nếu bọn họ khởi động mật đạo thì núi non sẽ nát hết, mọi thứ sẽ bị hủy diệt. Bọn người Dã Lang Bằng cũng sẽ đồng quy vô tận với nhóm người Thất Huyền Môn. Thế sự nan giải, buộc cả hai kẻ đứng đầu phải đưa ra một quyết định khó khăn, đó là ký vào tử khế huyết đấu. Phe chính diện sẽ cử đại diện là Cố Sư Thúc lên ứng chiến. Người này tuy có vẻ là thần bí nhưng lại là sư phụ của Mã Trường Lão, nội công đương nhiên thâm hậu. Còn về phía của phe phản diện, đột nhiên lại cử lên một kẻ có vẻ ngoài thấp bé và vô cùng kỳ lạ. Nhưng đời xưa đã có câu, đừng trông mặt mà bắt hình dòng. Kẻ này nhìn tuy có vẻ tầm thường nhưng thực chất là một người tu tiên. Khiến cho đệ tử tông môn ai nấy nghe xong cũng phải dè chừng, còn đám người Dã Lang Bằng được một phen kiêu ngạo hả hề. Cố Sư Thúc cùng Kim Quang Thượng Nhân giao đấu, ban đầu nhìn chung trận đấu chung nghiêng về phe nào, nhưng dần đi tới giữa trận, mọi thứ đã nghiêng hẳn về phía của Kim Quang Thượng Nhân. Tên kia sử dụng kim trung cháo như lớp vỏ bảo vệ bên ngoài, bên trong điều khiển phí kiếm phù tấn công liên hoàn về Cố Sư Thúc. Thấy được sự khiếp người quá đáng, Hàn Lập ra mặt, làm lộ thân phận cũng là một kẻ tu tiên cho bọn họ biết. Kim Quang Thượng Nhân biết điều cúi đầu nhường hắn nửa phần. Vậy nhưng Hàn Lập không phải là kẻ tham vinh hoa phú quý, liền dùng hòa đạn thuật một đòn tiễn kẻ kia xuống địa phủ. Đám người Dã Lang Bằng không những không biết điều, quyết liều chết tấn công nam chính và Thất Huyền Môn. Điều này còn khiến cho Hàn Lập càng tức giận hơn. Đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Sau khi một đòn giết chết Dạ Thiên Long, Dã Lang Bằng như rắn mất đầu liền tháo chạy thừa sống thiếu chết. Sáng hôm sau khi Lệ Phi Vũ tỉnh lại, cũng là lúc Hàn Lập từ biệt hắn để đi tới Sa Nguyên Thành. Vì giờ đây thân phận tu tiên của nam chính bị bại lộ, e rằng đám người ở đây khó mà có thể để yên cho hắn. Lệ Phi Vũ hiểu ý, hai người trao nhau cái ôm cuối cùng coi như lời tiễn biệt. Hàn Lập cùng Khúc Hồn tới Sa Nguyên Thành chưa được bao lâu thì nghe tin con gái của Mặc Cư Nhân là Mặc Thải Hoàn bị ép gả cho Ngô Kiếm Minh. Nghe được từ vị tiểu nhị ca kia thì tên Ngô Kiếm Minh này vốn xưng là học trò cuối cùng của Mặc lão, suy ra hắn được cưới con gái của lão. Đêm đó nhân cơ hội đôi trai gái đang chuẩn bị động phòng, Hàn Lập và Khúc Hồn đứng dình ngoài cửa xem lén, còn xem được cái gì thì không biết. Ở bên trong Mặc Thải Hoàn và Ngô Kiếm Minh to tiếng không ngừng. Mặc cô nương ra sức chống cự, đập phá đồ liên tiếp. Còn Ngô Kiếm Minh cũng lộ ra được bản chất thực sự của bản thân. Cưới được Thiên Kim tiểu thư là phụ, còn lấy được gia sản nhà họ Mặc mới là chính. Gặp chuyện bất bình, đương nhiên kẻ hào hán như Hàn Lập buộc phải ra tay rồi. Sau khi mọi chuyện được giải quyết, Hàn Lập đem bức thư mà Mặc lão để lại cho Mặc phu nhân đối chứng. Hắn mới chính là đệ tử cuối cùng của Mặc Cư Nhân. Vậy nhưng Mặc phu nhân vốn đã lăn lộn mười mấy năm để chống đỡ Mặc gia. Cho nên muốn bà ta giao ra noãn dương bảo ngọc xài hàn độc buộc Hàn Lập phải lấy con gái của mình. Gái sinh thì Hàn Lập cũng thích đấy, nhưng hắn ta lại chọn con đường sự nghiệp nên quyết định để lại người anh em tốt là Khúc Hôn ở lại trông coi Mặc gia. Còn bản thân hắn tiếp tục lên đường tới Thân Thủ Cốc điện sử thiền tích. Nghe được Mặc Thải Hoàn từng nói, cha nàng thường hay tới Thái Nam Cốc để gặp các vị tiên nhân, cho nên nơi đó e rằng có thể giúp được Hàn Lập. Nghe theo lời Mặc cô nương, mấy ngày qua hắn liên tiếp treo đèo lại lội suối, vượt muôn trùng trắc trở nhưng vẫn không thể tìm được Thái Nam Cốc. Nhưng nhờ vào noãn dương bảo ngọc mà Mặc phu nhân đưa cho mà độc được giải, Trường Xuân Công cũng đạt tới tầng thứ 9. Đi được một ngày dài, Hàn Lập bắt gặp một đám người ồn ào đang buôn bán gì đó. Kẻ kia là Vạn Tiểu Sơn, được người ở đây xưng là thần tiên sống chuyển chữa bách bệnh. Sau khi hội buôn dưa lê giải tán, Hàn Lập tiến tới bắt chuyện với người kia. Hỏi ra mới biết Vạn Tiểu Sơn cũng đang đi tới Thái Nam Cốc để tham gia Thái Nam Tiểu Hội. Còn chia sẻ cho Hàn Lập biết về Linh Căn. Linh Căn chính là điểm khác biệt giữa phàm nhân và kẻ tu tiên. Ngoài ra Linh Căn còn chia làm Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ, Kim, còn có cả Thiên Linh Căn. Tứ Linh Căn và Địa Linh Căn thì được gọi là Ngụy Linh Căn. Cảnh giới của tu tiên giả cũng được phân các cấp bậc như Luyện Khí Kỳ, Trúc Cơ Kỳ, Kết Đan Kỳ cùng Nguyên Anh Kỳ. Tu luyện cao lên một chút nữa thì gọi là Hóa Thần Kỳ. Lâu ngày trở về, Hàn Lập chứng kiến muội muội của mình lên kiệu hòa. Cha mẹ ai nấy tóc cũng đều đã điểm trắng. Nhưng tình thế của hắn giờ đây cũng nguy hiểm trùng trùng, e rằng sẽ liên lụy tới gia đình. Thế là nam chính quyết định để lại đan dược, túi tiền tích góp bấy lâu nay cùng với vòng tay chỉ đỏ năm xưa tiểu muội đã trao cho hắn. Dứt áo ra đi khó định ngay trở lại, Hàn Lập cùng với Vạn Tiểu Sơn khởi hành tới Thái Nam Cốc. Ở Thái Nam Cốc hàng năm đều tổ chức lễ hội, các môn phái tu tiên cũng sẽ có mặt ở đó để tuyển chọn nhân tài. Cụ thể có 7 môn phái tu tiên gồm Uyển Nguyệt Tông, Hoàng Phong Cốc, Linh Thú Sơn, Thanh Hư Môn, Hóa Đao Ổ,
Thiên Khuyết Bảo và Cự Kiếm Môn, cùng các môn phái nhỏ lẻ khác nữa. Cả hai cùng nhau trèo đèo lội suối, vượt muôn trùng nguy hiểm mới tiến vào được bên trong của Thái Nam Cốc. Nơi này cũng giống như phàm giới, đều buôn bán náo nhiệt không kém cảnh. Trong lúc không để ý, Vạn Tiểu Sơn bị một kẻ tên là Ngô Cửu chỉ chỗ mất túi tiền. Cũng may mà Hàn Lập thấy được trò xấu của người kia. Nhờ vậy mà bọn họ cùng kết giao được những người bạn mới như Hồ Bình Cô và Viết Kim Trúc. Hàn Lập tách ra tự mình tham quan phiên chợ này. Vừa mua được quyển Trường Xuân Công lại mua được miếng tàn phiến vô cùng quý giá từ vị cô nương kia. Chỉ là chọc phải tấu kiếm của đám người Lục Vân Phòng khiến Hàn Lập rơi vào rắc rối. Cũng may là sư muội của kẻ kia đứng ra ngăn cản, nếu không thì chuyện bé lại xé ra to. Sau khi rời đi, vị tiểu cô nương vì muốn báo đáp ân tình dài vây của Hàn Lập mà quyết định dụ Hàn Lập mua thêm Viết Kim Trúc. Loại bút này được làm từ lông của yêu thú cấp 2 có thể vẽ bùa. Thấy Hàn Lập còn đang do dự, liền kèm theo quyển Phù Lục Đại Toàn làm cho Hàn Lập của chúng ta không thể không chốt đơn. Hàn Lập đi tới Thái Nam Tiểu Hội để tham gia cuộc tuyển chọn tán tiên. Nơi này đông vui náo nhiệt, còn có sự tham gia của các trường môn đến từ các tông môn tu tiên khác. Người chủ trì của cuộc khảo thí lần này là Nam Cung Uyển. Nhìn thì tưởng rằng đây là một cuộc khảo thí tuyển chọn bình thường, nhưng thực chất rất tàn khốc. Bọn họ ai nấy đều tranh đấu nhau để nắm được quả cầu bay lơ lửng trên không trung kia. Những kẻ linh căn tốt thì được thông qua, còn những kẻ linh căn không tốt thì bị loại. Lần này hào quang của nam chính không chiếu rọi, cho nên Hàn Lập cũng bị loại giống người nghèm tốt Vạn Tiểu Sơn. Nói là không thông qua, vậy nhưng thực chất trong lòng Hàn Lập tự có an bài. Trong lúc Hàn Lập tách ra ngày đêm luyện tập, thì nghĩa huynh đệ tốt là Vạn Tiểu Sơn bị bọn chúng hãm hại, hạ độc mất mạng. Còn bản thân Hàn Lập rơi vào nguy hiểm khi phải đối phó với hai kẻ xấu kia. Ngay từ đầu nam chính của chúng ta đã đánh được mùi nguy hiểm từ bọn chúng nên đã chủ động tách ra bất kể là lúc nào. Hàn Lập cùng bọn chúng giao đấu, sau một hồi giằng co quyết liệt thì bọn chúng cũng bị nam chính của chúng ta bón hành ngập mồm, sau đó là hai vé tham quan địa phủ. Sau khi trốn cất xong xuôi cho Vạn Tiểu Sơn, Hàn Lập tiếp tục cuộc hành trình của mình. Nơi này mặc dù là tu tiên giới, nhưng cạm bẫy trùng trùng, kẻ xấu người tốt trộn lẫn nhau, tốt nhất vẫn là nên cảnh giác thì hơn. Sau đó Hàn Lập cầm theo thăng tiên lệnh của Kim Quang Thượng Nhân mà thành công tiến vào Hoàng Phong Cốc, trở thành một đệ tử tu tiên ở nơi này. Ngô Sư Thúc hướng dẫn cho đám đệ tử mới về tất tần tật mọi thứ ở Hoàng Phong Cốc. Ngoài ra còn tặng cho bọn họ mỗi người một bộ vật phẩm tu tiên nhập môn. Sau khi đám người mới đi báo danh, Ngô Sư Thúc liền đem Trúc Cơ Đan tặng cho Hàn Lập, coi như là một món quà tặng cho kẻ có thăng tiên lệnh. Hàn Lập tuy biết rằng Trúc Cơ Đan quý hiếm tốt cho linh căn, nhưng một viên thì không đủ được. Qua đó buộc Hàn Lập phải tới Dược Điền để luyện thêm nhiều đan dược khác. Sau khi thành công gia nhập vào Hoàng Phong Cốc, Hàn Lập tưởng rằng sẽ được yên ổn tu luyện ở nơi này, thì rắc rối khác lại kéo tới. Mà kẻ này không ai khác chính là Lục Vân Phong, hôm nay tới kiếm chuyện là vì Trúc Cơ Đan. Hàn Lập cùng hắn ta giao chiến, hai bên đánh nhau kịch liệt, kết quả nam chính của chúng ta bị Lục Vân Phong dồn vào con đường chết. Nhưng cũng may rằng, Ngô Sư Thúc xuất hiện và kịp thời giải nguy cho nam chính. Chỉ có điều, núi cao lại có núi cao hơn xuất hiện. Lần này, Diệp Sư Thúc cũng ra tay tương trợ cho học trò của mình là Lục Vân Phong. Đệ tử chân truyền của mình bị kẻ khác ức hiếp, kẻ làm sư phụ như lão buộc phải thị uy với Ngô Sư Thúc, ép bức Hàn Lập phải giao giải Trúc Cơ Đan cho đệ tử của mình. Sáng hôm sau, Hàn Lập tới bái kiến trưởng môn, kẻ này hôm qua cũng đã nghe được chuyện của hắn và đám người Lục Vân Phong, nhưng vẫn mảy may không chút quan tâm, ngược lại còn khuyên Hàn Lập nên biết thân biết phận, chớ có gây chuyện. Tích góp những chuyện đã xảy ra, Hàn Lập cũng nhận ra được một điều, rằng ở nơi này chỉ có thể nói chuyện bằng thực lực mà thôi. Hôm sau, theo lời sư thúc, Hàn Lập tới Dược Điền để làm việc. Ở đây hắn gặp Mã Sư Bá, người từ trước tới nay trông coi Dược Điền của Hoàng Phong Cốc. Sau khi thành công thông qua vòng khảo thí của Mã Sư Bá, Hàn Lập mò mùi hỏi cách chế luyện Trúc Cơ Đan. Chỉ đáng tiếc là nếu muốn luyện ra Trúc Cơ Đan buộc phải có những dược liệu ở Huyết Sắc Cấm Địa. Mà nơi đó chỉ có Hướng Chỉ Lễ biết được mà thôi. Nghe theo lời của Sư Bá, Hàn Lập tìm tới Hướng Sư Huynh, người này từng có kinh nghiệm ở trong Cấm Địa. Cấm địa này ngày xưa vốn là một nơi trong lành thanh tĩnh, nhưng vì các tông môn tu tiên khác nổi lòng tranh đấu, cho nên đã biến nơi này thành một vùng đất chết. Bọn họ buộc phải cùng nhau đưa ra một cấm lệnh, trong vòng 60 năm sẽ mở cửa cấm địa này một lần trong vòng 5 ngày. Mà nơi đó, dược liệu quý luôn tồn tại cùng các yêu thú mạnh, 10 kẻ vào thì chỉ lác đác vài kẻ sống sót trở ra. Vì để muốn bản thân trở nên mạnh hơn, Hàn Lập buộc phải luyện ra Trúc Cơ Đan, mà luyện được đan dược này buộc phải liều mạng đi vào Huyết Sắc Cấm Địa. Cũng nhờ vậy mà năng lực sinh tồn của Hàn Lập được tăng cao. Trước lúc khởi hành, Hàn Lập vẫn không quên đi mua vài món pháp khí phòng thần, tránh cho việc bị kẻ khác ám toán,
Đóng giả là một vị khách thần bí tên là Lệ Phi Vũ, Hàn Lập ung dung bước vào trong Vạn Bảo Lầu. Rất nhiều món đồ được trùng quỹ mang ra, cả phòng thủ lẫn tấn công như phi đao, khiên thuẫn, thanh đao siêu to khổng lồ, kim quang chuyên phù hay thiên lôi tử. Tất cả mọi thứ hắn đều muốn. Cuộc giao dịch nhanh chóng kết thúc. Lần này chim mạnh tay nên trưởng quỹ vô cùng vui mừng, lão hy vọng ngày sau sẽ gặp lại. Trên đường trở về, Hàn Lập đột nhiên phát hiện Lục Vân Phong và sư muội của hắn đang ở ngoài tâm sự. Nghe lén là một chuyện không tốt, nhưng cũng vì vậy mà Hàn Lập mới phát hiện ra tên Lục Vân Phong thả xuân dược vào rượu rồi mời nàng uống. Hiển nhiên là tên kia đang muốn cùng vị tiểu muội này tiến hành một trận song tù. Thấy chuyện bất bình, Hàn Lập buộc phải ra tay, vừa vặn mới mua được mấy món đồ tốt, nay lại có cơ hội đem ra sử dụng. Lần trước bị hắn hạ đo ván, vậy nhưng lần này kết quả đã khác. Sau vài chiêu thức cơ bản, Lục Vân Phong cũng bị một kiếm xuyên người phải nằm xuống. Hàn Lập nhanh chóng thu lấy túi trữ vật rồi thiêu hủy thi thể, tránh để người khác dò ra tung tích. Vừa mới dọn dẹp xong chiến trường thì nàng ta đã lên cơn, cũng may là Hàn Lập kịp thời tỉnh táo lại. Trước khi rời đi, hắn cho nàng uống một viên vong ưu đan để quên hết những chuyện đã xảy ra ngày hôm nay. Rất nhanh ngày khởi hành tới huyết sắc cấm địa cũng tới. Trên đường đi, Lý Hoa Nguyên cũng không quên phổ biến một chút thông tin. Bên trong huyết sắc cấm địa có thể ngự kiếm phi hành, vậy nhưng phải tránh trên cao. Địa đồ trong tay phải luôn mang theo, nếu chẳng may bị mất phương hướng, kết cục chỉ có một con đường chết. Điều quan trọng nhất là cấm chế chỉ mở ra trong 5 ngày, nếu không kịp thoát ra trước khi nó đóng lại, vậy phải chờ thêm 60 năm nữa. Chẳng biết trải qua bao lâu, mọi người cũng tới nơi. Ngoài Hàn Phong Cốc thì nơi này cũng có vài thế lực khác. Lão già này là Phù Vân Tử của Thanh Hư Môn. Xem bộ dáng có vẻ rất thân thiết với Hàn Phong Cốc. Cả hai bên cũng không quên cá cuộc, bên nào lấy được nhiều dược liệu nhất sẽ thắng. Đám người mặc y phục da báo này đến từ Linh Thú Sơn, tên sư huynh là Trung Ngô. Đám người y phục tím là Thiên Khuyết Bảo, trong đó nổi danh nhất là tên Phong Nhạc, biệt danh hung thần ác sát, dáng vẻ bất thường, lòng dạ độc ác. Lần này Yểm Nguyệt Tông cũng tới, bọn họ luôn luôn thần bí, thực lực khó lường. Trong thất đại môn phái, Yểm Nguyệt Tông là thế lực không nên trêu chọc nhất. Dẫn đầu đoàn người là trưởng môn Nghê Thường. Ngoài ra vị trưởng lão kết đan kỳ Nam Cung Uyển cũng tới. Mới nhìn thấy nàng ta, Hàn Lập liền nhận ra đây chính là người đã chủ trì thăng tiên đại hội, càng ngạc nhiên hơn là Nam Cung Uyển lại mặc trang phục đệ tử. Qua ngày hôm sau, giờ lành đã tới, các trưởng lão đồng loạt cùng nhau mở ra cấm chế. Cấm chế mới mở ra, mọi người đã chen chúc nhau lao vào bên trong, bộ dáng giống như sợ đi sau sẽ mất hết chỗ tốt. Trái ngược với ý định gấp gáp đó, Hàn Lập lại quyết định cứ từ từ quan sát rồi tính sau. Sau khi phát hiện Nam Cung Uyển cũng đi vào, hắn tò mò, chỉ cường giả luyện khí kỳ mới đi vào được, tại sao lại có nàng ta? Điều này có nghĩa nàng đã phong bế tu vi, thứ đáng để một trưởng lão đích thân đi làm chắc chắn không tầm thường, tốt nhất đừng để chú ý tới. Hàn Lập được truyền tống tới Ô Long Đàm, xung quanh nhìn thì yên ắng, thật ra lại ẩn giấu hung hiểm. Đi được một đoạn cũng gặp được Hàn Yên Thảo. Đúng lúc đang định hái thì một tên đệ tử của Thiên Khuyết Bảo tới, Hàn Lập buộc phải leo lên cây ẩn nấp. Rất nhanh sau đó lại có thêm hai người của Linh Thú Sơn, bọn họ trực tiếp ra tay giết chết đệ tử của Thiên Khuyết Bảo. Dựa theo những gì nghe lén được, Hàn Lập phát hiện hai người này dường như không phải đệ tử Linh Thú Sơn, mục đích lén vào đây là ngồi chờ làm ngư ông đắc lợi. Mặc kệ bọn chúng đang muốn làm gì, Hàn Lập cũng không quan tâm lắm, bản thân còn việc phải làm, không thể lo chuyện bao đồng. Tiếp tục tiến nhập vào sâu, Hàn Lập lại phát hiện thêm một thi thể nữa. Trên tay người này có một sợi tơ mỏng, mắt thường khó phát hiện, lại cứng cỏi vô cùng. Chưa biết là vật gì, nhưng cứ đồ tốt thì phải thu lấy. Đồ vào tay cũng biết mình bị theo dõi, Hàn Lập tức bỏ chạy. Đám người Nam Cung Uyển không đuổi theo, nhiệm vụ vẫn là quan trọng. Trong lúc Hàn Lập đang bỏ chạy thì ở nơi khác, chiến tranh giữa các thế lực đang nổ ra kịch liệt. Sau khi xem xét, hắn cũng biết bên ngoài nguy cơ tứ phía, không bằng cứ ở một chỗ chờ đợi. Cứ như vậy 3 ngày yên tĩnh trôi qua, phiền phức cũng tìm tới cửa. Hàn Lập rất không muốn, vậy nhưng lý trí vẫn thắng con tim, hắn buộc phải ra mặt. Đối thủ lần này là một nữ tử hùng hãn, thực lực cũng nhỉnh hơn, vậy nhưng trước khi làm thịt được Hàn Lập thì nàng ta đã bị một kẻ khác âm thầm đánh lén từ phía sau và nằm xuống không kịp chăn chối. Người ra tay chính là Phong Nhạc của Thiên Khuyết Bảo, mục đích giết chết người kia là muốn đoạt bảo vật của nữ nhân kia. Đồ tốt, Hàn Lập càng không muốn bỏ, cánh tay lập tức hút lấy pháp khí. Hành động này hiển nhiên càng chọc tức Phong Nhạc. Vì sư muội quá hoảng sợ nên bỏ chạy, kết quả là bị một kiếm xuyên người. Thay vì chạy, nếu như nàng ta bình tĩnh tìm chỗ trốn, tỷ lệ sống sót sẽ cao hơn rất nhiều. Không chờ đợi thêm, Hàn Lập cũng động thủ, hai bên liên tục trao đổi chiêu thức. Với kinh nghiệm nhiều năm chiến đấu, Phong Nhạc hoàn toàn áp đảo Hàn Lập. Đổi lại, Hàn Lập lại có pháp khí lẫn pháp bảo mạnh mẽ. Nhân cơ hội hắn chủ quan, Hàn Lập liền ném ra viên thiên lôi tử mua được ở Vạn Bảo Lầu. Nhìn thấy món đồ chơi này, Phong Nhạc chỉ kịp thốt lên câu nà ní trước khi bị nổ bành xác. Thứ còn sót lại là một đôi giày cùng một tờ giấy màu vàng. Trải qua vụ nổ, hai thứ này vẫn không bị chút tổn hại tới. Hiển nhiên đều là bảo vật, Hàn Lập vội vàng thu lấy. Động tĩnh vừa gây ra quá lớn nên lập tức thu hút sự chú ý của những người xung quanh. Mặc dù bị phát hiện vậy nhưng vì lấy được đôi giày mới nên tốc độ của hắn được tăng lên rất nhiều, thoát cái đã chạy thoát.
Vừa hay trong lúc chạy trốn lại gặp người quen cũ là Hạm cô nương của Linh Thú Sơn. Nàng cho biết bản thân mới trốn vào chưa được bao lâu đã bị người khác truy đuổi dẫn tới lạc đường nên đành phải tìm chỗ trốn. Mấy vị đồng môn đi cùng, nàng lại không hề nhận ra bọn họ. Hiển nhiên là các đệ tử đã bị kẻ xấu giết chết rồi ngụy trang thành. Không thể để nàng ta đi một mình được, Hàn Lập liền mang theo Hàm cô nương tiếp tục tiến vào vùng trung tâm. Tuy nhiên, trước khi tới đó thì đã bị chặn lại bởi vị sư huynh Trung Ngô của Linh Thú Sơn. Vùng trung tâm này được bao phủ bởi một lớp tường đá, trước mắt Hàn Lập chỉ có một lối vào, muốn tìm đường khác không biết sẽ mất bao lâu nữa nên chỉ còn cách tùy cơ ứng biến. Mới xuất hiện, tên kia đã hô biến ra hai con mãng xà tấn công, Hàn Lập dễ dàng chém đại xà thành nhiều mảnh. Hành động này khiến Trung Ngô tức giận, vậy nhưng sau khi nhìn thấy thái độ cứng rắn cùng đôi giày mà Hàn Lập đang đeo, Trung Ngô liền hạ giọng xuống, vấn đề đánh nhau được giải quyết. Tên kia cho biết, bản đồ của huyết sắc cấm địa trong tay các đại môn phái đều thiếu sót, hơn nữa vị trí đánh dấu trên địa đồ cũng khác nhau. Hắn muốn trao đổi bản đồ xem một lát, quả thực là vị trí đánh dấu của hai bản đồ khác nhau. Cũng từ trên bản đồ của hắn, Hàn Lập biết được thêm vị trí của Liệt Dương Hoa, loài thảo dược mà Hàm cô nương đang cần nên lập tức đi tới đó. Dường như biết được suy nghĩ của nam chính, Trung Ngô lập tức cho hai tên đàn em tới đó phục kích sẵn. Với bản tính cẩn thận, Hàn Lập dễ dàng phát hiện ra hai tên đang ẩn nấp, sau đó luộc thịt tiễn cả hai về với đất mẹ. Thảo dược cuối cùng cũng tới tay Hàm cô nương, mục đích tiến nhập huyết sắc cấm địa đã hoàn thành nên nàng ta cũng phải quay về. Cả hai tách nhau ra, đối với Hàn Lập, hắn đã hái được từ hầu hòa, hiện tại chỉ còn thiêu linh quả và ngọc tủy chỉ nữa là đủ. Hai thứ đó chỉ có thể hái ở trung tâm thạch điện nên hắn lập tức lên đường. Tuy Nam Cung Uyển cũng tới thạch điện, vậy nhưng tốc độ vẫn chậm hơn một bước. Đồ vật bên trong bí cảnh là mục tiêu duy nhất của bọn họ. Điều này cũng nói rằng mục đích Nam Cung Uyển đích thân ra tay chính là vì thứ bên trong đó. Ngoài hai nhóm người này, phía bên ngoài vẫn còn tên Trung Ngô đang rình rập nữa. Xem bộ dạng thì hắn đã có chuẩn bị sẵn, chỉ cho người khác tới rồi giăng bẫy mà thôi. Biết Nam Cung Uyển đang ở phía sau, hắn vội vã đi vào nhanh hơn. Giữa đại điện là một quyển trục, Hàn Lập chưa kịp động thủ thì người phía sau đã tới. Hàn Lập buộc phải tìm nơi lẩn trốn, tìm cơ hội khắc động thủ. Đồ vật tốt luôn có yêu thú bảo hộ nên vừa mới tới, Nam Cung Uyển đã hạ lệnh cho các đệ tử kết trận. Quả nhiên vừa mới lại gần bảo vật, con hắc lân mãng thủ hộ đã thức tỉnh. Vì có sự chuẩn bị nên mọi người dễ dàng phản công lại, chỉ là bọn họ lại không ngờ tới sự xuất hiện của Trung Ngô. Hắn sử dụng phù bảo đóng băng chặn đường thoát của mọi người bên trong. Về phía Nam Cung Uyển, nàng nhận ra lần này kết quả tính toán đã sai. Thay vì yêu thú cấp 1 hắc lân mãng như đã biết, thì lần này lại là yêu thú cấp 2 mặc sào. Cấp 2 của yêu thú tương đương cảnh giới trúc cơ, mà thực lực mọi người ở đây chỉ có luyện khí kỳ, thấp hơn một cấp độ. Kèo chiến đấu vượt cấp này hiển nhiên không dễ chơi rồi. Nam Cung Uyển mặc dù thân thủ bất phàm, vậy nhưng vẫn không phải đối thủ của mặc sào. Phát hiện ra Hàn Lập đang ngồi một chỗ quan sát, nàng lên tiếng yêu cầu hỗ trợ. Nếu còn ngồi yên đó, kết quả là sẽ cùng nhau chết chung. Lời vừa nói xong, Nam Cung Uyển cũng bị rơi xuống đất lăn vài vòng. Trước khi thành món thịt sống, Hàn Lập cũng ra tay, dùng tấm khiên che chắn cứu được mỹ nhân một mạng, rồi liên tục dùng ra bảo vật tấn công. Hành động giải cứu mặc dù là bất đắc dĩ, vậy nhưng chắc chắn Hàn Lập cũng suy nghĩ thua thiệt đầy đủ. Nếu để hắn một mình chống chọi với hắc sào, phần thắng giành được hầu như không có. Vậy nhưng nếu có thêm một phần sức lực thì khả năng giết chết nó sẽ cao hơn. Thực lực hắc sào mạnh mẽ, sử dụng mấy chiêu thức đơn giản hoàn toàn không làm gì được nó, vậy nên Hàn Lập phải dùng tới phù bảo. Chỉ là cách này lại cần thời gian để khởi động. Nam Cung Uyển sẽ đảm nhận công việc dụ dỗ nó ra chỗ khác. Rất nhanh hắn cũng lấy ra thủ đoạn cuối cùng là kim quang truyền. Mặc dù có chút trục trặc không mong muốn sau khi sử dụng, nhưng cuối cùng uy lực của kim quang truyền cũng đã giết được hắc sào. Giải quyết xong nguy cơ, hai người cũng bắt đầu phân chia tài sản. Nam Cung Uyển chỉ lấy mỗi nguyên thần, tất cả còn lại đều để cho Hàn Lập. Gia thú, sừng móng có thể luyện chế pháp khí hay đồ phòng ngự. Đan dịch cũng là vật liệu luyện dược tuyệt hảo, theo phân chia này, Hàn Lập hoàn toàn được lợi hơn. Tuy nhiên, dựa vào kinh nghiệm mà mình biết được, Hàn Lập tức rút ra bộ đồ còn hắc sào lấy ra nội đan rồi hỏi phân chia như thế nào. Nam Cung Uyển tò mò tới kiểm tra, vậy nhưng sau khi chạm vào thì nội đan đã tỏa ra một luồng khí tức và thế là cả hai người lập tức quấn lấy nhau không buông. Cũng chẳng biết trải qua bao lâu, Hàn Lập cũng bị giọng nói của Nam Cung Uyển đánh thức, hắn vội vàng mặc lại y phục rồi đứng dậy. Không ngờ lại xảy ra chuyện đó, mà Nam Cung Uyển càng bất ngờ hơn khi thứ kia lại là túi sâm của độc sào, bất luận giống cái nào động vào sẽ khiến nó phát ra xương độc thôi tình. Cho nên ban nãy hắn cầm vào lại không sao, mà ngay khi Nam Cung Uyển chạm vào thì mọi thứ đã khác. Hiện tại chuyện đã xảy ra như vậy rồi, Nam Cung Uyển cũng không tức giận ra tay với Hàn Lập. Trái lại, nàng chỉ lạnh nhạt lên tiếng hy vọng hắn coi chuyện này như một giấc mộng. Thực lực nàng đã là kết đan kỳ, mà Hàn Lập chỉ là luyện khí. Cách hai cấp độ như vậy, hai người hoàn toàn không thể đến được với nhau, cho nên cách giải quyết như vậy đã là tốt nhất rồi. Về phần bảo vật bên trong, Nam Cung Uyển chỉ lấy mỗi một cái dương ở giữa đại điện, những thảo dược còn lại đều nhường cho hắn. Không chờ đợi thêm, Hàn Lập vội vàng chạy tới thu thảo dược vào trong túi.
Đây là lần đầu tiên nhìn thấy nhiều thứ như vậy, mà hiện tại cũng không còn nhiều thời gian nên hắn càng thêm vội vã. Nam Cung Uyển nhìn thấy dáng vẻ hấp tấp này cũng tỏ vẻ buồn cười, hiển nhiên trong lòng nàng đối với Hàn Lập cũng vô cùng thoải mái. Xong chuyện hai người cùng nhau ra ngoài, tới đây nàng vẫn không quên nhắc lại một lần nữa. Chuyện xảy ra ngày hôm nay nhất định không thể để cho người thứ ba biết. Hàn Lập gật đầu, ngày sau nếu nàng gặp nguy hiểm, hắn nhất định sẽ tới giúp. Lời này chính trực, nhưng ở thời điểm hiện tại thì không hợp lý. Nam Cung Uyển cũng không quên đáp lại, lấy thực lực luyện khí kỳ, bảo vệ nàng bằng cách nào, tốt nhất vẫn là tự chăm sóc bản thân mình trước đi. Lời này nói trúng tim đen, vậy nhưng Hàn Lập vẫn không buồn hay thất vọng, coi như đó là một lời động viên đi. Trước khi chia tay, hắn không quên hỏi tên của nàng, Nam Cung Uyển nghe vậy cũng không ngần ngại nói tên của mình. Có vẻ như mọi thứ đến với nam chính của chúng ta khá thuận lợi. Sau khi chia tay, Nam Cung Uyển liền ra ngoài, cũng không quên giả vờ bị thương. Trước khi vào bên trong huyết sắc cấm địa, Lý Hoa Nguyên đã cá cược với phủ vân tử của Thanh Hư Môn. Hiện tại, số lượng thảo dược mà đệ tử Hàn Phong Cốc lấy được ít hơn bên kia rất nhiều. Điều này khiến Lý Hoa Nguyên vô cùng đau đầu. Đúng lúc kết giới bắt đầu khép lại, Hàn Lập cũng lao ra ngoài. Lý Hoa Nguyên vội vàng gọi tới yêu cầu kiểm tra thảo dược. Hàn Lập nghe vậy liền không ngần ngại đem tất cả xếp ra trước mặt. Số lượng quá nhiều, hoàn toàn vượt mặt Thanh Hư Môn. Kèo thắng thua đã phân, Lý Hoa Nguyên vô cùng vui mừng, không những lấy được thể diện đã mất mà còn nhận được thêm một viên huyết tuyến giao nội đàn. Mọi việc đã xong, mọi người lập tức leo lên rồng vàng quay về. Lần này Hàn Lập lấy được công lớn, điều này vô tình giúp hắn ghi được điểm trong mắt vị trưởng lão này. Sau khi bị hỏi về chuyện thảo dược, hắn không thể đem mọi thứ nói ra nên đành biện ra một câu chuyện khác. Lý Hoa Nguyên rất hài lòng, lão lập tức muốn nhận Hàn Lập làm đệ tử ký danh. Lần này tìm được không ít thảo dược hiếm có, đột phá lên trúc cơ hoàn toàn có hy vọng. Sau khi về đến, hắn lập tức tiến hành điều chế linh dược dịch. Đã có linh dược, hắn lại tới mật thất, thuê một gian phòng rồi bắt đầu luyện chế trúc cơ đan. Cứ như vậy ngày qua ngày, trúc cơ đan trong hộp cũng dần dần nhiều thêm. Trải qua nhiều lần thực hiện, khả năng luyện chế của hắn cũng cao tay hơn nên số đan dược thất bại càng lúc càng ít. Khi đã hoàn thành xong khâu chuẩn bị, Hàn Lập cũng ngồi xuống chuẩn bị đột phá. May mắn con số trúc cơ đan vừa đủ nên sau nhiều ngày bế quan, hắn cũng đã đột phá, chính thức đặt chân vào cảnh giới trúc cơ, đồng thời tu luyện Thanh Nguyên kiếm quyết lên tầng thứ 4. Hiện tại thực lực đã không giống như trước nữa nên cách xưng hô cũng thay đổi, hiện là địa vị của hắn lại tăng cao hơn. Dù là vậy thì hắn vẫn khiêm tốn, lấy cái lý do may mắn cùng vận khí ra để biện mình. Dựa theo lời Ngô sư huynh, Thanh Nguyên kiếm quyết không thể tu quá 3 tầng, vốn dĩ công pháp đến từ một đại phái ở tiên giới. Hoàng Phong Cốc chỉ có một nửa quyền thượng, thiếu mất quyền hạ, cho nên sau khi tu luyện tới tầng thứ 4 sẽ vô cùng gian nan. Sau mỗi một tầng đều sẽ tiêu tán công lực, phải ngưng tụ từ đầu, vì vậy các đệ tử trong môn phái chỉ luyện tới 2-3 tầng đầu. Hàn Lâm nghe xong lập tức được một phen kinh ngạc, càng ngạc nhiên hơn là tác dụng này đối với hắn lại trái ngược hoàn toàn. Tuy có nhiều tác dụng phụ, vậy nhưng cái lợi cũng có rất nhiều. Giải thích xong, Ngô sư huynh cũng không quên nhắc nhở hắn đi báo cáo chuyện đột phá với trưởng môn. Hàn Lâm nghe vậy liền tới đại điện gặp mặt trưởng môn, liếc mắt một cái liền nhận ra tên tiểu tử này đã đột phá, vì trưởng môn cũng không khỏi kinh ngạc. Lấy từ chất ngụy linh căn như hắn có thể trúc cơ thành công, kỳ ngộ như vậy, Hàn Phong Cốc mấy trăm năm qua cũng không gặp nhiều. Đối với đệ tử đã đạt tới trúc cơ, bọn họ có thể mở một động phủ riêng, Hàn Lập cũng không ngoại lệ, tùy ý cho một ngọn núi mở động phủ cho mình. Đồng thời trưởng môn cũng đem địa đồ Hoàng Phong Cốc cùng với trận kỳ tặng cho hắn. Trận kỳ chính là thứ bảo vệ bên ngoài, tránh cho việc bị người khác làm phiền. Nhờ có linh thú, hắn rất nhanh đã tìm thấy một nơi thích hợp. Bên trong động phủ không quá đẹp, đổi lại thì nó lại giống như một cái sân cốc, có cây đầy đủ, có thác nước, suối linh tuyền, thế gian hiếm thấy, vị trí lại ẩn nấp nữa, rất thích hợp để tu luyện. Việc đầu tiên là phải bố trí trận pháp bảo vệ, vậy nhưng cái trận pháp miễn phí mà trưởng môn tặng có vẻ không có quá nhiều tác dụng, sau đó hắn bắt buộc phải tìm một cái cao cấp khác. Ngay trong buổi tối, hắn liền ra ngoài mua sắm, đi vào một cửa hàng bán trận pháp, trao đổi linh dược ngàn năm với Lục Vân Tiêu để đổi lấy một bộ trận pháp là Điên Đảo Ngũ Hành Trận. Nó không chỉ có thể quấy nhiễu cảm giác, còn có thể ngăn cản một kích toàn lực của kết đan hậu kỳ. Ngoài trừ phạm vi bao trùm khá nhỏ thì nó vẫn chưa thực sự được hoàn thành, hiện tại chỉ có thể phát huy vài phần uy lực thực sự mà thôi. Biết trận pháp chưa hoàn thành, vậy nên Hàn Lập nghe xong định bỏ đi. Vậy nhưng sau khi biết Lục Vân Tiêu còn biết luyện chế pháp khí. Cộng thêm việc đạo lữ của Hàn Vân Tiêu mới chân chính là trận pháp đại sư, cái trận pháp giang dở cũng là do nàng làm ra. Mục đích cần tới linh thảo ngàn năm cũng là vì cứu nàng, nên Hàn Lập đã không ngần ngại đồng ý giao dịch, đưa linh thảo cứu người trước. Trước khi rời đi, hắn cũng không quên lấy ra các bộ phận đã lấy được của yêu thú mặc sao tại huyết sắc cấm địa để nhờ Lục Vân Tiêu luyện chế pháp khí. Sau khi luyện chế xong pháp bảo, Hàn Lập cũng nhận đồ, cuộc giao dịch hoàn tất, hắn không ở lại thêm nữa. Tiện thể trên đường quay về cũng muốn nhân cơ hội thử qua pháp bảo phi hành. Trong lúc đang vui sướng tận hưởng thì hắn bất ngờ nhìn thấy Ngô sư huynh đang bị một đống khôi lỗi thú truy đuổi. Lý do bị truy đuổi là Ngô sư huynh này vô tình nghe được cuộc gặp mặt trao đổi của vị Diệp sư huynh với tên Trung Ngô và biết được Diệp sư huynh chính là gian tế nằm vùng trong Hàn Phong Cốc.
dưới sự truy đuổi của một đám khôi lỗi thú, Ngô Sư Huynh dù có 10 cái mạng cũng khó thoát. Thấy huynh đệ gặp nguy hiểm, Hàn Lập vội vàng điều hướng chiếc thuyền lao xuống. Ngô Sư Huynh nhanh chí nắm lấy tay hắn nhảy lên thuyền rồi bay về động phủ, cả hai may mắn thoát được một cái mạng. Tuy nhiên tránh được nhất thời chứ không tránh được mãi mãi, một khi kẻ địch vẫn còn sống thì nguy hiểm vẫn còn ở đó. Quả nhiên là như vậy, lão già họ Diệp kia lập tức đem quân tới tận nơi ở của Hàn Lập. Không còn nhiều thời gian nữa, Hàn Lập vội vàng bố trí pháp trận tạo ra một kết giới bao phủ xung quanh. Chỉ đáng tiếc là trận pháp còn chưa hoàn thành nên không thể phát huy hết khả năng. Và cũng vì do lần đầu sử dụng nên chưa biết cách để kết giới bao phủ toàn bộ, kết quả là vài con khôi lỗi thú xâm nhập được vào bên trong, Ngô Sư Huynh không may phải nằm xuống. Sau khi lớp kết giới đã hoàn thành, lão già kia lập tức ra lệnh xả đạn. Dưới mưa bom bão đạn, kết giới xung quanh dần dần xuất hiện vết nứt. Nam chính cũng sắp xong đời thì kỳ tích lại xảy tới. Lão già có tên là Lôi Vạn Hạc chẳng biết từ đâu xuất hiện. Lấy thực lực kim đan kỳ, lão chỉ cần vung tay múa chân vài đường, lão già họ Diệp cùng đám khôi lỗi đều nằm hít đất chết không kịp chăn chối. Hàn Lập sau khi dọn dẹp chiến trường liền phát hiện túi chữ vật của lão, bên trong đó có hướng dẫn phương pháp điều khiển khôi lỗi cùng một số linh thạch. Tuy lần này gặp nguy vậy nhưng lấy được công pháp cũng coi như có lời, tạm thời cứ cất đi đã, sau này có thời gian hắn sẽ nghiên cứu sau. Tới đây thì phần 1 của phim đã hết, video sau sẽ là phần ngoại truyện. Cảm ơn các bạn đã bỏ thời gian quan tâm và theo dõi. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại!